Theo Bộ Tài chính Công Thương, thì giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng mạnh nhất, lên mức là 20.906 đồng một lít. Tiếp đến là xăng RON95 tăng 577 đồng một lít, lên mức là 22.347 đồng. Giá dầu diesel, dầu hỏa cũng được điều chỉnh thêm 485 đồng một lít và 403 đồng một lít. Riêng dầu mazut tăng tới 752 đồng một kg, lên mức 15.964 đồng một kg. Cơ quan chức năng cho hay, việc điều chỉnh giá lần này là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua đã tăng mạnh. Trước đó, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 6 tháng 9, cơ quan điều hành giữ nguyên giá các mặt hàng xăng, còn các mặt hàng dầu có sự tăng giảm nhẹ. Tuy nhiên, trong một tháng vừa qua, từ 6 tháng 9 đến 6 tháng 10, giá xăng liên tục tăng trong 3 lần điều chỉnh.